Tống đại nhân, trong ngày cường tráng hơn nhiều so với lần gặp trước. Vậy sao? Xem ra hai người đã thành huynh đệ rồi. Ta và Trương Bổ Đầu quen giao từ năm ngoái. Phải. Viên đại nhân, ngài bụng đầy sách vở, tuy rằng khác với đám thô kịch như chúng ta, nhưng không giống văn nhân đồng mùi kia, tính cách thẳng thắn cởi mở như bọn ta, thích ở cùng các huynh đệ. Trương Bổ Đầu, con ngựa này của ngài tốt đấy. Tống đại nhân, có mắt nhìn. Thế nào, muốn thử không? Tống đại nhân coi chừng. Huynh đệ, huynh đệ. Đã không xong rồi. Điều tại ngươi, ta giết. Huynh đệ, ta có lỗi với huynh. Thiểm điện mã. Đại ca, chỉ có thể cùng ngươi đến đây thôi. Trương Bổ Đầu, Trương Bổ Đầu, chuyện này có điều kỳ lạ rồi. Diên huynh, Châu huynh, Diên huynh, huynh tìm ta để mời huynh đến là có việc muốn nhờ. Chúng ta ra ngoài nói. Người này, đây là đồ đệ của Bần Đạo, không phải người ngoài. Cứ nói đi không sao. Cái chết của Tống đại nhân, ta nghi ngờ có người động tay chân vào con ngựa. Nhưng thái tử lại muốn xử tử con ngựa này ngay. Để điều tra rõ chân tướng, ta muốn nhờ cho huynh tạm thời giữ nó giúp ta. Chỉ cần là việc cho mẫu làm được, Diên huynh cứ việc căn dặn. Bình thường cho huynh dân du tứ hải, tinh thông kỳ môn dị thuật, xin hãy giúp ta lưu ý thử xem con ngựa này có gì khác thường. Mấy năm trước, cho huynh cho ta mượn Thái Huyền bản công thuật, ta đã đọc thuộc nhiều lần. Vừa khéo lần này có mang theo, cũng nên trả về cho chủ rồi. Nếu Diên huynh thích như thế, Châu Mỗ sẽ tặng nó cho huynh. Diên huynh không cần từ chối. Chỗ Bần Đạo còn có bản phụ, vậy Diên Mỗ xin nhận. Chỗ Bần Đạo còn quyển sau. Nếu Diên huynh hứng thú, chút nữa Bần Đạo sẽ mang nó đến phủ. Đa tạ cho huynh. Thế cho mẫu xin cáo từ trước, thứ lỗi không thể tiễn.
hút người rồi, hút người rồi. Đừng nhìn nữa, lùi về sau. Lùi về sau. Lùi về sau. Lưu đại nhân, lùi về sau. Nhường đường, trở về sau. Lùi về sau. Người mau đi báo quan. Dạ. Đại nhân, ta không thể bảo vệ được Lưu đại nhân. Thuộc hạ tắc trách. Thái tử điện hạ giá đấu. Tham kiến thái tử điện hạ. Viên đại nhân, cái chết của hai vị đại nhân kỳ lạ. Khởi bẩm điện hạ, đã kiểm tra thi thể và xúc vật, không có kỳ lạ, chắc hẳn là tai nạn. Vụ án này không đơn giản như bề ngoài. Viên đại nhân, ngài nghĩ nhiều rồi. Ngựa và trâu cài đều là gia súc thuần dưỡng trong nhà, sao lại có việc chỉ tấn công duy nhất một người ngay giữa chợ? Viên đại nhân, không đúng. Chẳng phải con trâu đó cũng tấn công ngài sao? Chứng minh ta cũng là một trong những mục tiêu. Xin lỗi, xin lỗi, để cho huynh chờ lâu rồi. Viên huynh, đây là sách tặng huynh. Đa tạ, đa tạ. Xin hỏi cho huynh con ngựa kia. Viên huynh yên tâm, tạm thời con ngựa kia không có gì khác thường. Nghe nói lại thêm một mạng người. Đều là những động vật gia súc hiền lành nhất trong nhà, không biết gì đâu lại phát điên. Có phải có người sử dụng thuật con rối trong truyền thuyết, hoặc là một loại kỳ thuật của khu nô lệ cung luân bị người ta yếm? Thuật con rối trong truyền thuyết phải cắm ngân châm vào cơ thể người bị hại mới khống chế được. Đã kiểm tra thi thể và ngựa, không phát hiện vật gì để khống chế. Còn về thuật yếm, cần phải lấy lông tóc của người bị hại, trực tiếp ra tay với người bị hại, không phải mượn súc vật khác giết người. Thấy Dương huynh sốt ruột mà bần đạo không thể giúp gì, thực sự hổ thẹn. Châu huynh nghĩ nhiều rồi. Nhiều năm không gặp, vốn không nên nhắc lại những chuyện quan phủ khiến châu huynh phải bận tâm. Đúng rồi, trước giờ huynh thích dân du khắp nơi tìm đạo, vì sao đột nhiên quay về cố hương vậy? Mấy ngày trước người nhà qua đời, bần đạo trở về lo liệu hậu sự. Xin hỏi là vị nào? Chuyện đã qua không cần nhắc nữa. Quan phủ là nơi quan trọng, bần đạo không tiện ở lâu. Ngày khác chúng ta gặp nhau. Được, Viên mẫu thất lễ. Ngày khác, chờ ta làm xong việc công,
nhất định sẽ đến thăm hỏi.